Chào các bạn đã trở lại trên cuộc sống số nha. Thì hôm nay thì mình sẽ khui hộp cho các bạn xem một cái hộp khô cá lóc mình mua ăn này. Các bạn thấy mua online nha, link mình để trong phần mô tả video. Cái này mình mua thử xem như thế nào nha. Này khô thì các bạn mua thì sẽ ship như thế này, đóng gói như một cái bịch và cái hộp như thế nào thôi. Thì khô nhưng mà đóng gói như thế này các bạn là không có hôi nha. Mở cái hộp nãy giờ mình không có thấy hôi. Khô này là khô cá lóc nè. Cá lóc đồng. Khô cá lóc đồng nha. Khô này là khô cá dứa. Khô cá dứa hả? Ừ. Khô này bán nhiêu vậy? Khô này nhớ không? Khô này là 250. 250. Cá còn khô cá lóc là 300 nghìn một ký, ngon cực luôn. Ở nhà à, làm nè, thấy không? Cái này nhà làm đúng không? Ừ, thấy đỉnh chưa? Đồ đã vậy. Ừ, khô cá lóc đã ghê nè. Trời ơi, quá đã luôn, khô cá lóc thịt không luôn nè. Cái này là nhiêu tiền? 300 một ký. 300 ngàn một ký hả? Một ký nhiều lắm á. Nè, kìa. Khô nữa là nhiều nha. 300 ngàn nè. Ướp hết trơn gia vị này chỉ chiên ăn thôi đúng không? Đâu nướng cũng được. Đâu nướng cũng hoặc là chiên. Nói chung là đã làm hết rồi, con cá thịt không luôn rồi. Thịt luôn. Đảo vậy. Cái lóc đồng đó. Ngày tối làm cơm ăn là hết sảy luôn á. Thơm hút luôn á. Thơm ghê. Nhậu là bá chén bùi chén. Nhậu là bá chén bùi chén rồi. Ừ. Ghê vậy. 300 ngàn ký. Quá ngon. Liên ở phần mô tả video nha. Làm rất là nhìn rất là sạch luôn nè. Thấy chưa? Vậy thôi. 300 ngàn. Còn con này là 250. Mình thấy là khô này ngon hơn á. Các bạn mua thì có thể mua khô này nè. Khô này mình mua thử thôi. Khô này là cái gì? Này là cái cá cha mình ở dưới quê á. Cá cha, cá cha. Cá cha mình thấy nó ăn không ngon đâu. Mình thấy cái này ăn ngon hơn cá lóc. Mình thích cá lóc rồi. Thì các bạn muốn mua cá cha thì vẫn mua được. Mình để link cho các bạn mua á. Mình thích ăn cái này ha. Cái này mình thấy ăn ngon nè. Hộp khô bán ra thì đóng gói cũng rất là dễ. Thì cũng có cái bịch, hai bịch, ba bịch. Hai cái bịch nè. Bỏ vô một cái bịch bự cột lại nên nó không có hôi. Và đóng gói đóng trong thùng này nè, thì nó ship tới nhà các bạn luôn. Thì các bạn nào muốn mua thì để phần tin mô tả nha. Ok, ngon. Ok, video kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Audio Jungle.